Thơm khi đảm nhận vai diễn một người vận chuyển thì sẽ ngầu đến mức nào. Bốn tên cướp sau khi đánh cướp ngân hàng đã bước lên xe của anh, nhưng anh ta lại ngồi yên và không chịu lái xe đi. Một tên cướp rút súng ra hướng thẳng vào đầu anh, nhưng anh lại vô cùng điềm tĩnh khi nói rằng trên hợp đồng là 3 người, bây giờ lên xe lại là 4 người. Nguyên tắc đầu tiên, quy định đã thỏa thuận thì tuyệt đối không được thay đổi. Thêm một người có nghĩa là tăng thêm trọng lượng cho xe. Không thể thoát khỏi xe cảnh sát thì rất dễ bị bắt giữ. Ngoài ra chiếc xe này cần phải nhập vào mật mã thì mới có thể khởi động được. Do đó hoặc là làm đúng theo nguyên tắc, hoặc là mọi người cùng chờ đợi bị bắt. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, khi thấy cảnh sát sắp tới nơi, tên cướp cắn chặt răng, trực tiếp nổ súng bắn chết đồng bọn ngồi phía sau. Đợi sau khi thi thể được đẩy ra khỏi xe, thì Frank mới từ từ bấm vào mật mã khởi động xe. Lúc này, biển số xe được thay đổi, bắt đầu khởi động chế độ đua xe. Chiếc xe nhanh chóng lao đi, anh trực tiếp lái xe lên bậc thềm. Xe cảnh sát cũng đang bám theo phía sau. Sau một loạt các thao tác, bọn cướp cảm thấy có chút say xe. Frank vội vã mở cửa sổ xe để cho hắn ta nôn ra ngoài. Sau khi hắn ta nôn xong, thì cảnh sát cũng đã đuổi theo tới nơi. Anh lập tức nổ máy xe và tiếp tục lên đường. Nhưng không ngờ lại bị chiếc xe chở rác chặn mất đường đi. Khi trước mắt sắp sửa bị bắt giữ, từ kính chiếu hậu, Frank nhìn thấy phía dưới cầu đang có một chiếc xe tải vận chuyển xe hơi đang chạy tới. Anh ta trực tiếp đạp mạnh vào chân ga và buông thắng xe ra, để cho chiếc xe lao ra khỏi cây cầu, trực tiếp rơi xuống chiếc xe tải bên dưới. Frank lấy khẩu súng của mình ra, bắn vào thanh chắn để một chiếc xe rơi xuống lòng đường, khiến cho những chiếc xe cảnh sát phía sau va chạm vào nhau. Phía trước xuất hiện một đường dây xe lửa. Vào đúng giây phút chiếc xe lửa chạy ngang qua, Frank đạp thật mạnh vào chân ga để chiếc xe lao qua bên kia. Những chiếc xe cảnh sát phía sau đã bị xe lửa chặn lại. Cảnh sát tức giận ném cả nón súng dưới mặt đường. Frank đã đưa bọn cướp tới địa điểm đã hẹn trước, sau đó lái xe quay trở về nhà của mình, rửa xe, thay biển số. Rất nhanh chiếc xe trông giống như được thay mới hoàn toàn. Frank vốn là một lính đặc chủng. Sau khi xuất ngũ, anh hành nghề vận chuyển hàng hóa cho thế giới ngầm. Anh có 3 nguyên tắc của mình. Thứ nhất, một khi đã thỏa thuận hợp đồng thì không được thay đổi nội dung hợp đồng. Thứ hai, không đề cập tên tuổi. Thứ ba, tuyệt đối không mở gói hàng ra. Vài ngày sau, anh lại nhận được một đơn hàng mới. Món hàng lần này là một cái túi, dài khoảng 1 mét, rộng khoảng nửa mét, nặng khoảng 50 kg. Ngày hôm sau, Frankie hẹn tới địa điểm nhận hàng. Món hàng được nhét vào trong cốp xe. Anh lái xe trên đường nhỏ nơi ngọn đèo hoang vắng. Thật không may lúc này chiếc xe đột nhiên bị nổ lốp. Frank đành phải xuống xe để thay bánh xe. Anh mở cốp xe ra và phát hiện không ngờ gói hàng lại đang động đậy. Nhưng nguyên tắc của anh khiến anh không mở gói hàng đó ra xem. Sau khi anh đã thay bánh xe thì tiếp tục lái xe lên đường. Và rồi khi đi tới một cửa hàng tiện lợi, Frank vẫn đã động lòng trắc ẩn. Thế là anh mua một chai nước, lấy thêm ống hút, lái xe tới một đỉnh núi không có người. Mở cái túi hàng ra, không ngờ bên trong lại là một cô gái người Trung Quốc, cô tên là Lai. Frank dùng dao rạch một đường nhỏ ngay vị trí miệng của cô, để cho cô uống nước. Sau đó lại nhét cô vào lại trong túi và tiếp tục lên đường. Trên đường đi, Lai không ngừng động đậy trong cốp xe. Frank lo sợ sẽ bị cảnh sát phát hiện, đành phải mở cốp xe ra một lần nữa. Lai nói rằng cô cần phải đi vệ sinh. Frank cầm lấy sợi dây, một đầu quấn chặt lấy cô, đầu còn lại thì anh cầm trên tay. Anh cho cô thời gian 60 giây để cô đi vệ sinh. Và rồi khi đếm tới 60 thì không thấy động tĩnh gì cả. Frank vừa nhìn thì thấy sợi dây đã bị tháo ra, còn cô gái thì đã không còn thấy hình bóng đâu nữa. Nhưng thân là một cựu lính đặc chủng, nên Frank nhanh chóng thông qua dấu vết tìm được Lai. Anh đá cô ngã xuống và nâng cả người cô lên vai. Sau đó khi vừa đi về tới gần chiếc xe thì nhìn thấy có 2 cảnh sát đang đứng trước mặt anh. Frank không nói nhiều lời, chỉ vài thao tác đã đánh ngất 2 cảnh sát, cũng nhét luôn vào trong cốp xe. Sau đó lái xe đi tới địa điểm giao hàng đã hẹn trước. Đúng lúc đang định rời khỏi thì ông chủ lại yêu cầu anh vận chuyển thêm một cái vali nữa. Frank không nghĩ nhiều đã lập tức nhận lời. Trên đường đi, anh xuống xe vào trong cửa hàng tiện lợi để ăn chút gì đó. Đột nhiên nhớ ra 2 cảnh sát vẫn còn trong cốp xe của mình. Anh mua 2 lon nước chuẩn bị thả họ ra, nhưng đột nhiên một tiếng nổ vang lên. Frank trực tiếp bị thổi bay ra xa, làm cho người vận chuyển là cựu lính đặc chủng tức giận thì sẽ có kết cục như thế nào? Frank mua 2 lon nước ngọt chuẩn bị đi mở cốp xe, kết quả chiếc xe hơi đột nhiên nổ tung. Frank nhìn thấy chiếc xe yêu quý bị nổ tan xác, tức giận ném luôn cả lon nước ngọt xuống đất. Hiển nhiên cái vali mà anh vận chuyển là một quả bom hẹn giờ. Ông chủ khi nãy muốn giết người diệt khẩu. Frank vô cùng tức giận, đàn em của ông chủ đang ngồi đánh bài. Đột nhiên chuông cửa reo lên, tên đàn em đang định mở cửa. Khi Frank lao tới đá thật mạnh, trực tiếp khiến cho cả người và cửa đều bị bắn tung ra xa. Vài người rút súng ra bắn trả. Frank lấy cánh cửa để làm bia đỡ đạn, một tay kéo tấm khăn trải bàn lên. Một khẩu súng ngắn bay lên không trung, sau đó vẫy tấm khăn trải bàn một vòng, trực tiếp hạ gục 2 tên đàn em. Tiếp theo, đưa tay ra bắt giữ khẩu súng đang từ trên trời rơi xuống, giải quyết nốt những người còn lại. Ở một nơi khác, Lai nghe được từ bên ngoài có tiếng đánh nhau, ngồi trên ghế có bánh xe không ngừng đẩy ghế ra ngoài. 2 người đột nhiên cầm lấy cây rìu lao ra ngoài. Frank vừa tránh bên này lại né bên kia, sau đó nhảy lên đá ngã 2 tên đang cầm rìu chạy tới. Lúc này lại có một người nữa chạy tới, cầm lấy khẩu súng tiểu liên và nã đạn liên tục. Frank vòng trở lại, nhảy lên cao đá thẳng vào mặt. Anh ta trông thật ngầu. Sau đó, anh ta lấy đi chiếc xe Benz trong gara xe của ông chủ, trực tiếp phá vỡ cánh cửa và lao thẳng ra ngoài đường.
Sau đó khi anh đang lái xe đi tới giữa đường, thì Lai, món hàng anh đã vận chuyển, không ngờ lại chui ra ngoài từ dãy ghế sau. Frank vô cùng tức giận, trực tiếp kéo Lai ra khỏi xe và ném cô ra giữa đường. Sau đó anh ta lái xe đi mất. Nhưng anh lại nhìn thấy Lai đang không ngừng la hét thông qua kính chiếu hậu, trong lòng có chút không nhẫn tâm. Sau một hồi lâu suy nghĩ, do dự, anh lại lái xe quay ngược trở về. Anh đưa Lai vào lại trong cốp xe và đưa cô về nhà mình. Anh cởi trói cho cô và để mặc cho cô tự do rời khỏi đây. Sáng sớm ngày hôm sau, Lai đã chủ động làm bữa sáng cho Frank, pha sẵn cà phê để lấy lòng tin của Frank. Đúng lúc cả hai người đang ở trong phòng tận hưởng giây phút thế giới hai người, thì lúc này một hỏa tiễn có thể đổi hướng đã trúng vào ngôi nhà của anh. Một nhóm sát thủ cầm theo súng đã nã đạn điên cuồng vào bên trong căn nhà. Frank nhìn thấy thế thì vội vàng đưa Lai bỏ trốn. Lúc này từ bên ngoài lại bắn tới một quả pháo hỏa tiễn. Vào một giây trước khi phát nổ, Frank dẫn theo Lai đã chui vào trong thang máy, mở nắp một giếng nước để cùng Lai nhảy xuống đó. Căn nhà của anh thì đã bị san thành bình địa. Frank lấy ra ống dưỡng khí mà anh đã chuẩn bị sẵn từ trước ở dưới nước, lặn xuống đáy biển, xuyên qua một cửa hang và bơi tới một căn nhà khác. Frank cởi bộ áo đã bị ướt của mình ra để lộ một thân hình rắn giỏi lực lưỡng. Lai bước tới và quyết định dùng thân mình để báo đáp ơn cứu mạng của Frank. Sau khi xong việc, Lai nhanh chóng nói ra mục đích của mình. Thì ra kẻ truy sát bọn họ chính là bọn buôn người. Chúng đang chuẩn bị vận chuyển 400 người đi nước ngoài, và trong đó bao gồm luôn cả cha và em gái của cô. Tới lúc này, Frank mới ý thức được anh ta đã bị đặt bẫy rồi. Thì ra cô muốn anh đi cứu người. Frank đi theo Lai tới văn phòng làm việc của Bettingcott và khống chế Bettingcott. Chính vào lúc cả hai đang tìm kiếm hồ sơ danh sách thì Bettingcott nói rằng cha của Lai đang đi tới. Frank có chút không hiểu vấn đề. Cha của Lai vừa bước vào thì đã cầm súng hướng thẳng vào Frank. Thì ra ông ta mới là kẻ đứng đằng sau tổ chức buôn người này. Ông đã hại chết mẹ của Lai. Lai không muốn làm con gái của kẻ buôn người nữa, nên cô muốn ngăn cản cha của mình. Cha của Lai ra lệnh giết chết Frank. Một tên mặt thẹo mở cửa bước vào và giữ chặt lấy hai tay của Frank. Bettingcott đánh thật mạnh vào đầu anh, trực tiếp khiến anh ngất xỉu tại chỗ. Hãy nhìn kỹ nhé. Tên mặt thẹo này vừa bước vào đã tung một loạt thao tác, nhanh chóng khống chế được hai tay của Frank. Bettingcott đứng gần đó đánh thật mạnh vào đầu Frank khiến anh ngất đi. Khi chuẩn bị kết liễu anh, thì chính vào lúc này, thanh tra cảnh sát Tacconi bước vào phòng. Cha của Lai đành phải tố giác Frank, nói rằng Frank đã tự ý xông vào nhà ông ta. Thanh tra Tacconi dẫn giải Frank về đồn để thẩm vấn. Sau khi Frank tỉnh lại, anh đã kể lại toàn bộ quá trình cho thanh tra Tacconi biết. Thanh tra Tacconi biết Frank là một người lính đặc chủng đã xuất ngũ. Ông cảm thấy để cho Frank đi phá án thì hiệu suất sẽ càng cao hơn. Thế là ông đã phối hợp với Frank để cho anh an toàn rời khỏi đồn cảnh sát. Frank đi tới bến cảng, dùng ống nghe bác sĩ để tìm kiếm thùng hàng có chứa người bên trong. Lúc này anh phát hiện có một nhóm người đang dẫn giải Lai rời khỏi văn phòng. Frank vội vàng bám theo và leo lên nóc thùng container. Anh nhún người nhảy lên cao và treo mình trên thành chiếc thùng container. Nhưng tài xế đã phát hiện ra anh, lập tức lái xe tiến sát gần tấm biển quảng cáo để anh va chạm lên đó. Anh đành phải nhảy xuống nóc xe buýt đang chạy phía dưới cầu. Frank đi theo chiếc xe buýt tới được trạm xe. Vô số các tay đả thủ tỏa ra từ khắp nơi lao về phía anh. Lúc này người vận chuyển là cựu lính đặc chủng đã bắt đầu thể hiện sức mạnh chiến đấu kinh hồn của mình. Anh hạ gục toàn bộ những tên lâu la đang chạy tới. Nhưng sau đó lại có thêm một nhóm người tới tiếp viện. Frank một chân đá ngã thùng dầu. Trên người anh lúc này toàn là dầu, thân thể còn trơn trượt hơn cả những con lươn. Các tay đả thủ đều bị trượt chân không thể nào đứng vững được. Frank đạp mạnh một phát, trực tiếp đạp gãy bàn đạp của chiếc xe đạp. Anh mang bàn đạp vào chân, sau đó từng cú đá hạ gục từng tên đả thủ. Quân tiếp viện lại đuổi theo tới nơi, cầm theo súng liên tục nã đạn về phía Frank. Frank dùng một thi thể để làm bia đỡ đạn, sau đó trực tiếp nhảy qua cửa sổ lao xuống dưới biển. Sau khi lên bờ, Frank lái một chiếc xe nhỏ cũ kỹ để đuổi theo, nhưng chưa chạy được bao xa thì chiếc xe đã bị bốc khói. Không có xe thì làm thế nào để đuổi theo? Đột nhiên anh chú ý tới, trên đầu anh bay ngang qua một chiếc máy bay dùng để giải thuốc trừ sâu. Anh trực tiếp chạy theo chiếc máy bay, dùng súng để uy hiếp người nông dân lái máy bay đưa anh đuổi theo chiếc xe tải. Rất nhanh anh đã đuổi kịp bọn buôn người. Anh nhảy ra ngoài từ cửa máy bay, mở chiếc dù đeo sau lưng ra, ổn định hạ cánh lên trên nóc thùng container. Anh tháo bỏ cái dù ra, dùng nó để chặn lại tầm nhìn của những chiếc xe ở phía sau. Hai chiếc xe va chạm vào nhau, trực tiếp phát nổ. Sau đó anh nhảy từ cửa xe vào trong buồng lái, đá văng tên tài xế ra khỏi xe. Lúc này Bettingcott đột nhiên nhảy vào trong buồng lái. Hai người bắt đầu lao vào ẩu đả. Tuy nhiên thể lực của Frank đã không chịu đựng nổi, nên dần dần chiếm thế hạ phong. Anh bị hắn ta đá văng ra khỏi xe. Khi tất cả mọi người đều tưởng rằng Frank đã chết, thì thật ra anh đang ẩn nấp ở dưới gầm xe. Sau đó anh cẩn thận nhảy lên đầu xe, với một cú nhảy xa tuyệt đẹp từ nóc xe container, anh đá văng Bettingcott ra khỏi xe. Sau đó Frank lái chiếc xe mà bên trong thùng là những người bị bắt cóc, dừng lại ở một nơi an toàn. Anh vừa thở phào thì không ngờ đột nhiên có người cầm súng chỉ thẳng vào đầu anh. Người này chính là cha của Lai. Ông ta ép Frank đi tới bên bờ vực và chuẩn bị giết chết anh. Và rồi một tiếng súng nổ vang lên, Frank đã không ngã xuống. Từ trong áo cha của Lai thì lại có vết máu từ từ lan rộng ra. Thì ra là do Lai đã nổ súng. Cô không thể chịu nổi cha của mình khi làm những việc buôn bán người bất hợp pháp như thế, nên đã trực tiếp đại nghĩa diệt thân. Cuối cùng hơn 400 người tị nạn vượt biên đều đã được giải thoát. Frank cùng với Lai cũng bắt đầu một cuộc sống mới hạnh phúc bên nhau.